Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hiệp đấu thứ ba, trận đấu giữa Trương Quỳnh Anh và Diệp Bảo Ngọc. Diệp Bảo Ngọc trong trên đỏ, còn Trương Quỳnh Anh trong trên hồng. Lúc này Trương Quỳnh Anh cũng đang là người chủ động tấn công. Đây là một hiệp đấu mang tính chất cực kỳ quan trọng khi mà cả hai đã có những màn so kè căng thẳng trong hai hiệp đấu trước. Liên tiếp là những cú đấm thẳng với lợi thế về sải tay đến từ Diệp Bảo Ngọc. Trương Quỳnh Anh đang gặp khá nhiều bối rối. Và trọng tài cũng đã có những lời nhắc nhở với Diệp Bảo Ngọc. Ở tình huống áp sát vừa rồi, Diệp Bảo Ngọc đã vô tình dùng khuỷu tay để đánh trúng vào vùng giáp mặt của Trương Quỳnh Anh. Giáp mặt xuống nè. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy được là ngay từ những giây phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ ba thôi, thì cả hai võ sĩ của chúng ta cũng hiểu được tầm quan trọng của hiệp thi đấu này là như thế nào. Kéo giờ thủ, đấm vô kéo giờ thủ. Liên tiếp là những màn tấn công đến từ Trương Quỳnh Anh, nhưng Diệp Bảo Ngọc đã có sải tay quá tốt và cô đã phản đòn và khiến cho Trương Quỳnh Anh phải quay người đi. Đó là một cú vertical jab rất mạnh đến từ Diệp Bảo Ngọc. Sau đó thì Trương Quỳnh Anh đã phản đòn với một cú body shot right hand đến từ Trương Quỳnh Anh nhưng không thành công. Và những cú đấm thẳng của Diệp Bảo Ngọc vào lúc này đang khá hiệu quả. Đúng rồi, canh kỹ lên, tay thủ lên. Diệp Bảo Ngọc vẫn đang giữ được sự điềm tĩnh và cô đang trụ khá vững để chờ những tình huống phản đòn. Nhưng Trương Quỳnh Anh đang lao vào tấn công. Đúng rồi. Và đây là những tình huống ép đài đến từ Diệp Bảo Ngọc với một thể lực hết sức sung mãn của Diệp Bảo Ngọc. Và cô đang có những đòn khá nặng, nhưng Trương Quỳnh Anh thì vẫn đang liên tục là những pha pressing của Trương Quỳnh Anh lên Diệp Bảo Ngọc để lấy lại thế trận. Khả năng chịu đòn tuyệt vời đến từ Trương Quỳnh Anh và cô vẫn đang không hề có dấu hiệu nào của sự yếu đuối và sợ hãi vào lúc này. Cô vẫn chịu đòn và vẫn tấn công. Rất nhiều pha phản đòn đến từ Trương Quỳnh Anh. Và rõ ràng là Diệp Bảo Ngọc cũng không cần thiết phải sử dụng quá nhiều sức lực trong hiệp thi đấu này. Đây là những đòn đấm đến từ Trương Quỳnh Anh. Cô đang cố gắng tận dụng thời cơ ở những giây phút cuối của hiệp đấu này. Vâng, rất nhiều đòn nha các bạn. Rất cởi mở. Cảm ơn hiệp thi đấu đó là gần như là họ không biết sợ hãi là gì. Của cả hai võ sĩ của chúng ta. Không biết đau, không biết mệt mỏi. Cả hai đã lao vào nhau. Đã có rất nhiều những cú đánh. Vâng, có lẽ rất nhiều thể lực đã bị hao tổn. Cả hai võ sĩ của chúng ta đang rất mệt rồi khi mà phải liên tục tung ra những cú đấm và tấn công đối phương liên tục như thế này. Còn 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ ba, trận đấu giữa Trương Quỳnh Anh và Diệp Bảo Ngọc. Cả hai đều đang rất mệt rồi nhưng họ vẫn lao vào nhau. Nhưng thời gian đã kết thúc. Thật sự là không biết là phải diễn tả như thế nào với sự hăng say, cuồng nhiệt và có thể nói là chịu đòn cực kỳ rắn rỏi đến từ cả hai. Họ gần như là nén đau và chấp nhận mọi thứ để có thể tấn công và tiếp cận được đối thủ. Một trận đấu mà các huấn luyện viên đã gác toàn bộ hàng phòng thủ đi, chỉ có tấn công liên tiếp. Và thưa quý vị, chưa bao giờ trong chương trình Nhà Vô Địch mà náo nhiệt như thế này. Hình như là đã có tiếng kẻng rồi mà không ai nghe thấy và vẫn tiếp tục thì phải. Trận đấu quá sôi động, đúng như chúng ta dự đoán. Từ đầu đến giờ chúng ta làm rất nhiều cái chương trình rồi, nhưng mà trận đấu ngày hôm nay ấy, tôi nghĩ là trận đấu có nhiều cái số đòn đánh của hai võ sĩ ra nhiều đòn nhất trong từ trước đến giờ. Và trúng nhiều nhất nữa anh ạ. Đúng rồi, trúng đòn nhiều nhất luôn. Em nhìn thấy ở đây, Ali mắt đây đỏ em rồi. Nhìn thấy là Ali đã khóc rồi. Khóc quá trời rồi. Ali, sao vậy em? Tự nhiên em thấy cái trận đấu này nó khiến cho em cảm nhận được cái năng lượng của những chiến binh á anh. Các chị đã làm rất là tốt, và đặc biệt là chị Trương Quỳnh Anh đã khiến cho em rất xúc động khi mà những giây cuối gần như là chị có thể gọi là chị không còn sức nữa nhưng chị vẫn luôn luôn tấn công. Đó là một trong những cái điều truyền động lực cho em rất là nhiều và em rất là xúc động. Hơi sót bởi vì chị bị đánh hơi bị nhiều nhưng mà em vẫn rất thương chị. Ngày hôm nay lên võ đài thì Trương Quỳnh Anh đã lấy được những giọt nước mắt của Ali Hoàng Dương thì đủ thấy là độ sung như thế nào. Và bây giờ chỉ hỏi Phan Ngân ngồi ngay bên cạnh là ở trên võ đài có bao giờ để ý được tiếng kẻng không? Dạ không nghe được cái tiếng 10 giây cuối đâu ạ. Anh cảm tưởng như trận đấu ngày hôm nay còn không để ý kẻng luôn. Dạ đúng rồi.
Thật sự là ngồi ở đây bình luận là em không nghe, em không thể nghe, bởi vì khán giả của chúng ta ngày hôm nay quá cuồng nhiệt, quá khủng khiếp. Không, nhưng mà anh hỏi Hà Hiền là tại sao trong một cái thời điểm anh đang bình luận và anh đang muốn em nối vào cái phần bình luận của anh, nhưng anh quay sang anh thấy Hà Hiền không thể bình luận được mà Hà Hiền đang có một cái cảm xúc, có nghĩa là em đang có một cái cảm xúc gì đó. Cái cảm xúc đó thì em nghĩ là em dành cho cả hai võ sĩ của chúng ta ngày hôm nay, tại vì không biết vì cái lý do gì mà em bị cuốn vô. Có thể là các võ sĩ của chúng ta đang xây đòn, còn em thì đang xây vô cái trận đấu này. Em ra hiệu cho Hà Hiền nói đi mà Hà Hiền không nói luôn anh. Hà Hiền. Và rất là nhiều lần anh Viễn khều tay kêu mình bình luận vào cái chỗ đó. Nhưng mà thật sự là em không thể nói cái gì trong cái lúc đó hết. Tại em vì trận đấu nó cuốn, nó nhanh và mình đuối chứ. Ngày hôm nay thì sức khỏe của mình cũng không hẳn là quá tốt nữa mà. Ok, thật sự là em của mình bình luận. Còn em không nói gì luôn. Tức là hôm nay không được hỗ trợ từ đồng đội nữa đúng không? Bởi vì đã cuốn vào trận đấu. Và anh Mai Thanh Ba chắc là anh cũng đã thấy được điều gì đó đặc biệt từ phía các võ sĩ của chúng ta. Thời điểm này theo tôi nhìn trên màn hình đây thì thấy bạn Diệp Bảo Ngọc cũng rất là mệt rồi, nhưng mà cái sắc mặt thần thái rất là tốt, không tỏ ra một cái gì đó là suy giảm thể lực cả. Tất nhiên là rất là mệt, nhưng mà cái thần thái của bạn cực kỳ là dũng mãnh, như một chiến binh dũng cảm trên võ đài và thể hiện ba cái hiệp đấu vừa rồi là hoàn toàn là sung sức. Cái điểm rất đặc biệt trong chương trình The Champion này thì anh Khánh có để ý không? Gần như là tất cả các cặp đôi các bạn nữ thi đấu bao giờ cũng cực kỳ máu lửa và gần như là không cần phải thăm dò gì cả, vào là cống hiến luôn. Thi đấu đều từ hiệp 1 đến hiệp 3. Trận nào cũng như vậy, tôi để ý là trong cái chương trình của chúng ta rất nhiều cặp nữ rồi, nhưng mà gần như là 100% cái cặp nữ các bạn đều thi đấu với một cái tinh thần rất là chiến binh như vậy. Em thấy là những cái giây cuối là hai người đã buông xuôi luôn đó anh. Không còn thủ thế luôn á, đi mà kiểu mà thẫn thờ. Nhưng mà vẫn ra đòn. Đi mà thẫn thờ, nhưng mà em cứ nghĩ là ồ chắc là hai chị mệt rồi, chắc sẽ không có nhào vô đấu nữa, mà vẫn nhào vô anh. Và công nhận là hai người rất là hăng luôn á, rất là sung sức luôn á. Và trận hôm nay coi rất là đã luôn. Chị Diệp Bảo Ngọc có một vẻ đẹp rất là ngọc nữ, kiểu nhẹ nhàng, lúng đồng tiền. Thì hồi nãy chị bước lên cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy được một cái sự mạnh mẽ, sự điềm đạm của chị em rất thích. Cũng đã cố gắng cống hiến cùng chị Quỳnh Anh để có được ba trận rất là mãn nhãn như thế này.